Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu, mình là một mẹ bỉm. Với kiến thức và kinh nghiệm mình có, mình đã hỗ trợ và hướng dẫn cho hàng nghìn mẹ bỉm giải quyết các vấn đề mà con gặp phải. Gần đây thời tiết thay đổi, mình nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến việc là con ho, con sốt hay con sổ mũi phải làm thế nào. Thì ở trong các video lần trước, mình đã chia sẻ với các mẹ khi con ho phải làm thế nào hay khi con sốt thì phải xử lý ra sao. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các mẹ vấn đề là con sổ mũi thì phải làm như thế nào. Trong quá trình nuôi con ấy, mình đã mắc rất là nhiều sai lầm các mẹ. Và từ những sai lầm ấy, mình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm xương máu cho bản thân. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các mẹ nhé. Thì các mẹ có biết là khi mà con nhiễm virus hay vi khuẩn ấy, thì chúng sẽ đi vào đầu tiên, đó chính là mũi. Mũi chính là cửa ngõ của hệ hô hấp. Và khi mà chúng vào cơ thể mình ấy, thì cơ thể mình sẽ tiết ra một cái chất nhầy. Và cái chất này sẽ giúp không cho chúng xâm nhập vào sâu bên trong, hay là nếu chúng có vào rồi thì nó sẽ đẩy chúng ra bên ngoài và tạo nên cái hiện tượng là con bị sổ mũi. Đấy, ngày xưa mình không biết ý, thì cứ mỗi lần con sổ mũi một cái là mình vội vào mình cho con đi rửa mũi hay là vệ sinh mũi ngay các mẹ. Và mình bây giờ mình biết đấy là sai lầm. Vì là ngày ấy mình cũng không biết tại sao mà con mình đã vệ sinh rồi nhưng tại sao nó cứ ốm và nó ốm rất là dài. Và bây giờ mình mới biết đấy là mình đã làm sai. Thế thì bây giờ cái lúc đấy thì mình chỉ cần làm đó là vệ sinh cho con ở bên ngoài thôi. Mình nhỏ muối sinh lý cho con và mình lau sạch sẽ vì nó chảy bên ngoài mà, mũi dịch trắng thì nó sẽ chảy ra. Đấy, thì mình chỉ cần lau vệ sinh cho con, nó không chảy xuống mồm con hay là con dùng tay để quệt nhang quệt sọc, nó rất là mất vệ sinh. Đấy, và khi mà con ấy đã bắt đầu là mũi nó chuyển sang bặc và có xanh hơn hay là nó không chảy ra ngoài nữa thì bắt đầu mình mới tiến hành được mũi nhắc. Và trong cái thời gian này ấy, nếu mà con còn nhỏ, con dưới 2 tuổi ấy, thì các mẹ có thể dùng cái dụng cụ hút mũi, cái bình xịt muối biển con cá heo mình hay dùng màu vàng đấy để mình vệ sinh mũi cho con. Thì mình thấy cái bình này rất là hay, tại vì nó là cái thuộc cái dạng nó phun xương, và cái xương này nó phun ra nó không làm con bị đau xoang mũi hay là khó chịu gì cả. Và nó còn có cả một cái rất là hay, đó là cái cơ chế của nó là khi mà mình giữ cái vòi xịt ấy, thì nước nó cứ chảy ra mãi thôi, để nó chảy đến khi hết thì thôi. Và cái đấy nó sẽ tạo ra thành một dòng chảy, nó đi sâu vào trong các khoang mũi, nó làm cho cái chất nhầy nó lỏng ra và nó sẽ chảy ra bên ngoài. Sau đó ấy, mình sẽ dùng cái hút mũi thủ công, mình cho vào mình hút cho con. Ngày xưa mình cứ cắm sâu bên trong mình hút, nhưng mà thực ra nó làm con sợ. Mặc dù nó hiệu quả nhưng nó còn sợ. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy rằng là cái dịch mũi nó là dạng đặc và nó keo. Khi mà mình dùng mình hút một cái thì nó sẽ theo dây nó ra hết, và mình không cần phải sâu bên trong mà mình hút ở bên ngoài nó cũng ra được. Và nó còn không làm con sợ, và mình thấy rất là hiệu quả. Thì các mẹ có thể thử nhá. Và cái bình xịt này nếu mà các mẹ dùng vào mùa đông cho con thì các mẹ nhớ là mình làm ấm lên nhá. Và mình có thể dùng tay mình xoa này cho nó ấm, hoặc là các mẹ cho vào túi này, cho vào túi quần, túi áo, hay là các mẹ có thể ngâm nước và khi đó mình xịt rồi mình thử ra tay cho mình và sau đó mình xịt cho con nhé. Tại vì nếu mà mình dùng lúc lạnh ấy thì nó sẽ làm co cái mao mạch và nó sẽ đau xoang của con, và có khi nó còn phản tác dụng cơ. Và mình dùng mình xịt này thì mình có thể dùng ngày 3 đến 4 lần đấy, tùy vào mức độ sổ mũi của con nhé. Và mình nếu như ngày xưa các bạn nhà mình ấy còn có bị cái tiền sử là viêm mũi dị ứng cơ, nhà mình nó có gen rồi. Và khi mà con sổ mũi một cái ấy, là mũi con bắt đầu xanh, bặc và mùi rất là khó chịu luôn, mùi tanh và mùi hôi. Đấy, chính vì thế mà mình dùng cái biện pháp thủ công ấy, nó không còn hiệu quả nhiều nữa. Và mình đã phải chuyển sang đó là mình phải dùng cái bình rửa mũi. Đấy, cái bình rửa mũi. Và lúc đầu ấy mình cũng không dám rửa đâu, mình sợ lắm. Nhưng mà về sau là con bị lên tai nhiều và mình bắt buộc mình phải học rửa mũi. Đấy, mình rửa cho mình, sau đó là mình rửa cho con. Mỗi lần rửa thì mình hay động viên con hay là khích lệ con và cho con xem ấy, khi mà mình rửa đã được rồi thì cái mũi nó xanh như này, nó đặc như này, nó nhiều vi khuẩn, nhiều virus như này, nó mở bên trong thì nó sẽ làm con bị ốm, con bị các, nói chung là mình nói cho con để con hiểu được ấy. Thì dần dần ấy là mình thấy con mình nó chấp nhận, và sau khi mà rửa mũi xong mũi nó thông thoáng đấy thì con thấy rất là thoải mái. Thì là con lần mọi lần thì là con không
chịu hợp tác đâu, nhưng về sau dần dần thì con hợp tác, mình thấy rất là vui và mình thấy là rất là hiệu quả luôn, các mẹ thử nhá. Với cái bình rửa mũi ấy, thì mình có thể rửa ngày 1 đến 2 lần thôi là nó đã có thể sạch sẽ rất là nhiều rồi. Và nếu mà bạn nào có nhiều mũi ấy, thì mình có thể kết hợp thêm là cái bình xịt và mình dùng dụng cụ hút mũi thủ công nhá. Và khi mà mình rửa hay là mình xịt thì mình nên làm trước khi con ngủ, tại vì là cái thời gian ngủ rất là dài, con nằm ngửa thì mũi nó có cái dịch mũi nó có thể chảy xuống họng gây viêm họng hay là chảy lên tai và gây viêm tai. Đấy. Nếu mà các mẹ sợ không rửa cho con được ý, thì các mẹ mang con ra phòng khám để họ rửa cho nhá. Mình thấy là như thế là sẽ an toàn hơn là mình tự rửa nếu không có kỹ thuật. Nó sẽ còn làm tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù tốn thời gian một tí nhưng mà nó an toàn các mẹ. Đấy. Và đây là các video mà mình đã quay lại khi mình vệ sinh mũi cho con ý, thì các mẹ cùng tham khảo nhá. Bên cạnh cái việc mà mình vệ sinh mũi họng cho con rồi thì cái quan trọng nhất đó vẫn chính là tăng đề kháng các mẹ. Bản thân mình thấy ý, khi mà mình chú trọng đến cái việc tăng đề kháng cho con thì con thời gian con bị ốm khỏi rất là nhanh luôn, không kéo dài lê thê đến vài tuần đâu các mẹ, mà nó chỉ khoảng 2 đến 3 ngày sau ấy là con đã có tình trạng tiến triển rất là tốt. Đấy. Nên là mình khuyên các mẹ là nên đặc biệt chú ý đến việc này nhá. Ngoài ăn uống này, mình bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu vitamin, rau, củ, hoa quả. Đấy, và thực phẩm dễ tiêu, nhiều chất dinh dưỡng. Hay là mình có thể nướng tỏi lên. Đấy, mình nướng tỏi lên để mình dầm nát ra, mình lấy nước cho con uống nhá. Thì cái này mình cũng biết là cái tỏi nó công dụng rất tốt, nó là kháng sinh tự nhiên mà. Đấy, nó sẽ giúp cho chống lại các virus hay là vi khuẩn gây bệnh cho con. Và nó còn rất là an toàn nữa. Ngoài ra thì mình khi mà con ốm ấy mà con không ăn được thì các mẹ nên bổ sung thêm vitamin từ bên ngoài, từ các thực phẩm bổ sung vitamin nhá. Nhưng mà không chứa sắt nhá các mẹ nhá. Không chứa sắt, tại vì là sắt nó là nguồn thức ăn chính của vi khuẩn. Chính vì thế mình mà bổ sung vào lúc con ốm ấy, thì nó sẽ làm như con dao hai lưỡi, nó có thể phản tác dụng và nó làm cho con ốm thêm. Chính vì thế mình chỉ chọn vitamin đơn thuần thôi, chỉ chứa vitamin thôi nhá. Tại vì là các vitamin ấy nó có đóng vai trò rất là quan trọng. Nó tạo ra các phản ứng sinh hoạt, nó kích hoạt các tế bào miễn dịch. Đấy, vì thế mà khi mà lúc này con ốm thì nó cần rất là nhiều cái phản ứng để nó tạo ra miễn dịch cho con. Đấy, vì thế mình bổ sung thêm vitamin, đặc biệt là vitamin D nhá. Tại vì là vitamin D được khuyến cáo bổ sung đến 5 tuổi cơ. Vì trong thức ăn nó không có nhiều, chính vì thế mình mới bổ sung từ ngoài cho con nhá. Đấy, đó là kinh nghiệm mình đúc kết được trong cái thời gian nuôi con khi mà con sổ mũi ấy, thì các mẹ tham khảo nhé.
Và nếu mà các mẹ thấy hay thì các mẹ like và nhớ đăng ký kênh cho mình nhé. Và cho mình thêm một chuông để khi mà có thông tin mới nhất về mình hay mình ra video thì các mẹ có thể nhận được thông báo đầu tiên nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại ở các video lần sau.